Chào mừng quý vị trở lại với Laden Vlogs USA Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Laden Vlogs Xin hãy nhấn nút subscribe hay là nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Laden nhé Sau đó hãy nhấn nút chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Laden có video mới Laden xin cảm ơn quý vị rất nhiều Quý vị thân mến Trong những ngày gần đây, chắc quý vị nghe đề cập đến rất nhiều về việc sở thất nghiệp ở các tiểu bang bắt đầu yêu cầu người nhận trợ cấp thất nghiệp đi tìm việc làm và báo cáo với sở thất nghiệp mỗi khi làm Certify. Thực tế, đã có không ít các tiểu bang yêu cầu người thất nghiệp ở tiểu bang mình báo cáo tìm việc từ tháng 6 năm 2020. Để quý vị nắm rõ hơn những tiểu bang nào đã yêu cầu người thất nghiệp đi tìm việc làm và báo cáo, cũng như những tiểu bang nào chưa yêu cầu và sẽ yêu cầu người thất nghiệp làm việc này. Trong video ngày hôm nay, 26 tháng 5 năm 2021, Lê Đinh xin chia sẻ với quý vị danh sách các tiểu bang kèm với ngày mà những tiểu bang này yêu cầu người thất nghiệp đi tìm việc làm để báo cáo với sở thất nghiệp khi làm Certify. Danh sách này được cập nhật vào ngày 25 tháng 5 năm 2021. Đầu tiên là tiểu bang Alabama. Tiểu bang này đã bắt đầu yêu cầu người thất nghiệp báo cáo việc làm vào ngày 1 tháng Giêng năm 2021. Mỗi tuần là một công việc tiểu bang Alaska vẫn chưa yêu cầu người thất nghiệp báo cáo việc làm. Tiểu bang Arizona yêu cầu người thất nghiệp báo cáo việc làm vào ngày 23 tháng 5 năm 2021, tức là cách đây vài ngày. Tiểu bang Arkansas đã áp dụng lệnh này khá sớm vào ngày 28 tháng 6 năm 2020. California vẫn chưa đưa ra yêu cầu này. Colorado đã áp dụng vào ngày 1 tháng 2 năm 2021. Connecticut sẽ áp dụng vào ngày 30 tháng 5 năm 2021. Delaware sẽ áp dụng vào ngày 6 tháng 6 năm 2021. District of Columbia vẫn chưa áp dụng việc này. Tiểu bang Florida sẽ áp dụng việc này vào ngày 30 tháng 5 năm 2021. Tiểu bang Georgia sẽ áp dụng lệnh này vào ngày 27 tháng 6 năm 2021. Mỗi tuần Người thất nghiệp ở tiểu bang sẽ phải tìm 3 việc làm và báo cáo với sở thất nghiệp. Tiểu bang Hawaii sẽ áp dụng việc này vào 30 tháng 5 năm 2021. Idaho đã áp dụng lệnh này vào ngày 25 tháng 4 năm 2021. Illinois chưa yêu cầu việc này. Tiểu bang Indiana sẽ áp dụng việc này vào ngày 1 tháng 6 năm 2021. Tiểu bang Iowa... Đã áp dụng việc này vào ngày 8 tháng 9 năm 2020. Kansas vẫn chưa đưa ra yêu cầu này. Kentucky đã áp dụng việc này vào ngày 9 tháng 5 năm 2021. Mỗi tuần, người thất nghiệp ở tiểu bang phải tìm một công việc làm và báo cáo với sở thất nghiệp. Tiểu bang Louisiana đã áp dụng việc này vào ngày 9 tháng 8 năm 2020. Tiểu bang Maine đã áp dụng việc này vào ngày 23 tháng 5 năm 2021, tức là cách đây vài ngày. Maryland chưa yêu cầu việc này. Massachusetts sẽ áp dụng việc này vào ngày 15 tháng 6 năm 2021. Tiểu bang Michigan sẽ áp dụng yêu cầu này vào ngày 30 tháng 5 năm 2021. Tiểu bang Minnesota đã áp dụng việc này vào ngày 20 tháng 4 năm 2021. Mississippi 9 tháng 8 năm 2020, Missouri, 5 tháng 7 năm 2020, Montana, 27 tháng 6 năm 2021, Nebraska, 12 tháng 7 năm 2020, tức là đã áp dụng từ năm ngoái, Nevada, 2 tháng 5 năm 2021, New Hampshire, 23 tháng 5 năm 2021, New Jersey chưa áp dụng việc này, New Mexico 9 tháng 5 năm 2021, New York chưa áp dụng việc này. North Carolina đã đưa ra yêu cầu này vào ngày 9 tháng 5 năm 2021 cho những hồ sơ thất nghiệp mới. Còn đối với những hồ sơ thất nghiệp cũ thì sẽ bắt đầu áp dụng vào ngày 6 tháng 6 năm 2021. Tiểu bang North Dakota bắt đầu áp dụng việc này vào ngày 26 tháng 7 năm 2020. Ohio 6 tháng 12 năm 2020 cho những hồ sơ thất nghiệp mới và 23 tháng 5 năm 2021 cho các hồ sơ thất nghiệp hiện tại. Oklahoma đã áp dụng việc này vào ngày 25 tháng 10 năm 2020. Oregon sẽ áp dụng lệnh này vào ngày 25 tháng 7 năm 2021 cho những quý vị đang nhận chương trình PEUC. Còn những quý vị nhận chương trình PUA, tiểu bang vẫn chưa đưa ra ngày cụ thể. Pennsylvania, bắt đầu đi tìm việc làm và báo cáo với sở thất nghiệp vào ngày 11 tháng 7 năm 2021. Những quý vị ở tiểu bang Rhode Island đã được sở thất nghiệp yêu cầu mỗi tuần tìm 3 công việc vào ngày 23 tháng 5 năm 2021. Tiểu bang South Carolina đã yêu cầu người thất nghiệp ở tiểu bang mình tìm hai việc làm mỗi tuần vào ngày 18 tháng 4 năm 2021. Tiếp theo là tiểu bang South Dakota. Đã áp dụng lệnh này vào ngày 2 tháng 8 năm 2020. Tennessee, 4 tháng 10 năm 2020. Texas, 1 tháng 11 năm 2020. Utah, 15 tháng 8 năm 2020. Tiểu bang Vermont, 9 tháng 5 năm 2021. Virginia, 30 tháng 5 năm 2021. Mỗi tuần, quý vị ở tiểu bang Virginia phải tìm hai contacts để báo cáo với Sở thất nghiệp. Washington State vẫn chưa yêu cầu báo cáo tìm việc làm với Sở thất nghiệp của tiểu bang. West Virginia yêu cầu báo cáo việc làm vào ngày 1 tháng 6 năm 2021. Wisconsin 23 tháng 5 năm 2021, Wyoming đã yêu cầu người thất nghiệp báo cáo hai việc làm mỗi tuần vào ngày 9 tháng 8 năm 2020. Quý vị thân mến, Lê Đinh chỉ đọc tên của tiểu bang và ngày mà tiểu bang yêu cầu quý vị đi tìm việc làm và báo cáo với sở thất nghiệp. Còn về việc cần tìm bao nhiêu việc làm trong mỗi tuần, Lê Đinh xin mời quý vị tham khảo thêm ở cột thứ ba của danh sách vừa mới nêu trên. Còn vấn đề báo cáo như thế nào với sở thất nghiệp, quý vị hãy tham khảo thêm trên trang nhà của sở thất nghiệp nơi quý vị đang cư ngụ danh sách vừa rồi được cập nhật vào ngày 25 tháng 5 năm 2021. Có thể một số tiểu bang sẽ áp dụng lệnh này sớm hơn ngày dự định. Lê Đinh sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật với quý vị khi có những thay đổi đó, hoặc nếu như sau này có thêm những tiểu bang khác, yêu cầu người nhận trợ cấp thất nghiệp đi tìm việc làm và báo cáo với sở thất nghiệp mỗi khi làm Certify. Quý vị thân mến, và đó là những gì mà Lê Đinh muốn chia sẻ với quý vị trong video ngày hôm nay. Lê Đinh hy vọng video này mang đến những thông tin hữu ích cho quý vị. Nếu quý vị thấy Lê Đinh có những video hữu ích, xin quý vị nhấn nút subscribe để ủng hộ cho Lê Đinh nhé. Và nhấn nút chuông để nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Lê Đinh có video mới. Lê Đinh xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Trước khi tạm chia tay, lê đinh xin chúc quý vị và gia đình lúc nào cũng luôn vui vẻ mạnh khỏe và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo